Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Mấy bữa trước em đi em gom được mấy cái máy về chung với ba lô á, mà em không có quay, lô bù của em không có thời gian quay. Có Tanaka 27, cái con màu cam này là nó VIP hơn cái con mà màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ là con này nè. Nhưng mà cái này nó hợp tác với các bạn của con Shingu nè anh chị. Không? Shingu là máy Nhật nha, đúng chánh tông của Nhật luôn. Là cái con này là nó đàn em của cái con mà 3003, mà cái tầm lớn á, cái chuồng lớn á, lộn chuồng lớn với tầm lớn. Cái này lên đến giờ không dùng được rồi. Hết rồi. Hả? Cái con này là có cái con bữa em bán cho công anh kia đó, cái máy nó khủng mà, máy 3003 á nè anh chị nhìn thấy không, nó Tanaka nhưng mà nó đóng cái tem này là tem này là của Shingu á nha. 2810 nè, S2810 nè, thấy không, quay điện thoại là dễ nè, đóng chiếc Shingu đây nè. Cái dòng này thì nó bền khỏi nói luôn nha, chụp giật trợ lực nữa, bền bèo chữ nó bèo. Máy này mạnh lắm nha anh chị, chế hai kim luôn nè. Còn mấy con này là mấy con cũ nè, mấy con cũ còn 23 em, 23 em ít dọn lắm. Thì có mấy cây nằm đây nè mà em chưa bán xong, tại em bán là em tư vấn người ta 26 không à. Còn cái con này nè chạy khủng lắm nha, mà nó cái này nó dính ba cái sơn á, em chưa có chùi ra. Máy bữa em gáp nè, mày là bền bốc Tanaka 30cc á, lòng 35 ly. Mấy con này 30 là 35 mà chứ không có 36 luôn nha. Tanaka nè nó chỉ có 33, cái 24 là nó 24 là 33 nha, còn này là 30cc là nó lòng 35. Còn 3400 là lòng 37, 3003 là 37 luôn nha. Còn 27 là lòng 35, 25 lòng 34 đó. Như con này nè, con này em chưa mở nó không biết mấy luôn. Con này chắc 36 á, con 28 này chắc 36 á, 35 36 gì quá. Là nó giống hệt cái con màu cam mà một cặp mà, con 25 với con 33 đó, bữa em bán đó đợt trước á. Đó. Mấy cái này chưa dọn nha anh chị. Đó, anh chị chấm cái con nào em dọn luôn cho dễ, chứ một mình đó, em dọn không kịp á. Dọn là em bao cho anh chị xem, là xem rút cái bô ra cho anh chị coi cái nòng nha, coi bê tông á. Còn đây con cưa nè. Cưa này chạy bốc bền nha, bốc bền 350W đó. Cái cây cái tay này á chắc em buộc em phải sơn lại nha, chứ để gì nhìn xấu lắm. Sơn lại. Mà đa số mấy cái tay này nó ưa bị nó oxy quá. À, còn con này bữa em dọn con này chung với cái con không, cái con kia em bán rồi. Cái con em test thử bán rồi, còn cái cặp này đặt cặp đợt sau nè. Cặp đợt sau nè. Mấy dòng này tum nhôm không nha anh chị. Mấy dòng này chả bóc lắm nha. Con này là dọn rồi nè mà anh chưa có gáp vô kịp nè. Sáng đang gáp định gáp vô cái ông khách lại sửa cái rồi luôn tới chiều luôn. Con này chưa dọn nha. Nó chưa dọn á. À dưới đây nữa nè. Em để bên này xuống. Đây còn mấy tin nè. Mấy tin này nhẹ mà bốc. À anh chị nhìn thấy không? Mấy con ốc nó dần khè luôn. Cái này trong cái máy hồi nãy có cái máy nào á?
em bốc lên cái nó cái nắp lỏng đó, cái nó đổ xăng xuống quá trời luôn, ướt nhẹp tùm lum luôn. Nè chị nhìn nè, mấy ốc luôn. Chứ là em bật đèn led á. Có cái đợt này em thấy nó đẹp quá em bốc về nè, tại vì nó thường thường cái tin là đồ nhựa nó hay gốm lắm, mà đợt này đẹp á, hay ngon nè. Này lòng 33 á, lòng 33 ly á, nó chạy ngang hàng với Mitsubishi TL á. Cây giờ nó nhỏ hơn tí xíu nha, cây giờ nó nhỏ hơn TL 261 một chút, mà lòng nó bằng đó, nhưng mà nó chạy hai thằng chín dính nhau á. Còn thằng 261 cây giờ nó bự hơn chút đó. Anh chị nhắm chấm cái nào thì nói em dọn nha. Ở đây em dọn sạch sẽ kỹ lắm, anh chị khỏi lo mới vui đó. Gom đồ lật giặt quá trời nè. Cái này là không phải, cái này máy khách. Máy khách. Ông kia em kiếm xe, ngọn đường cục máy nó kiếm chết chết luôn luôn. Đề cổ. Nhưng mà bảnh quay mấy máy cho chị xem. Nè. Ba lô hại nè. Chỉ ngày em bốc hàng đẹp về dễ dọn. Cái bông xấu xấu về dọn mệt quá nè, chọn những cái bô nè trắng tinh nè, trời trắng tinh luôn. Con này chạy đã lắm anh chị, 231 nè, bền nhịn đã ghê không, mới tinh nè, mới ken luôn. Có cái bugi sâu xét như nó xài bugi bự cho bá luôn. Bugi không phải là cái găng thì nó bình thường, nhưng mà phải cỏ bình thường, nhưng mà nó bự giống như mấy cái máy mà bốn thì anh chị, mấy ông đa bốn thì á. À, mới tinh ha, mới khủng luôn á nè. Cái bộ nè, chá quá thôi. Cái bộ trắng tinh luôn. Cái miếng đệm này mà nó nhìn nè, nhìn nó mới gì luôn. Đây còn nè, ây da. Rồi con này cái lọc xăng nó mới nè. Mới tinh. Còn xăng không biết. Mới khủng luôn. Mới tinh coi nè. Bốc em bốc hàng đẹp đẹp về dễ bây giờ. Cái này là không phải, cái này là cái thùng cũ, cái thùng cũ nè, Tanaka mà đóng Hitachi chứ nó là Tanaka nha. Tổ ong máy hơi bốc để đổ tự động không nè. Đây đó tự động nha. Tanaka này chạy bền lắm anh chị. Nhưng mà nè, lọt nè, chỉ chưa? Con à, con 27 rồi thấy không? Con 27 này á là nó không có VIP bằng cái con mà đó. Nó giống như con màu cam mà bữa em bán 251 á. 270, con này nó là để là 227 rồi, 27S. À, còn màu cam là nó VIP hơn nha. Mà anh chị nhìn đồ nó giống hệt là nhìn kỹ biết. Giống như bữa em có quay con hai con 25 á. Nè. Nè đúng rồi, nó giống cái con này bữa em quay nè. 2501 á, S á. Nè, anh chị nhìn bình xăng nào nấy chứng tinh anh vô. Chứng tinh nè. Hừ. Cái tem này nó màu trắng á, bởi nó dễ dơ, dễ chốc lắm. Còn anh với mấy tem này nè, nhìn nó bền đẹp. Anh chị nhìn nó ốc, xanh lè ha. Mấy mới tin nè. Nói anh chị chấm con nào thì nói em để em dọn ha. Chứ em dọn giống như em dọn cái này anh chị chấm cái khác nên em làm gì nó hơi lâu quá. Em dọn sạch sẽ. Muốn nè, như những con này nha, đa số trong là nó sạch bon mới tinh nè. Nó cái này anh chị muốn em xúc chế không được nữa, mà em bớt tiền cho anh chị luôn á.
là anh chị về tự gỡ vệ sinh giống mấy lần em chia sẻ vậy đó. Đó. Như mấy con này là bớt lại 250 nha, ba lô thì 300, tại ba lô dọn cực nha. Đó. Là đầy đủ phụ kiện nha, mà anh chị nhìn nó không đúng, đúng không? Con mùng mấy con này nó xét. Nó núm nó còn xài được nha. Đó, cái con mà bóp ép vậy là đổ xăng vô bóp lên xài được luôn á. Nhưng mà máy mà nó dơ gì á buộc là em gỡ xúc chế rồi, chứ em không có bán đại đâu. Chứ em đổ xăng vô chạy được nha, nhưng mà anh chị chạy khoảng chừng nửa tháng tháng sau cái nó không ổn định lại, nó dơ á. Bởi em gỡ em xúc cho chắc cú hơn. À quên nói. Như nè, đây em chỉ cho. Cái con này á chế hai kim đúng không? Cái con này là em không cần mở đường hút, không cần tăng đường chạy nha, đó không cần tăng đường chạy con đó không đó, đó là em nhìn con nào là biết liền à, như con này là phải tăng nè, con 27 này tăng nè, em chỉ cho, đó 27 này tăng, 25 này luôn nè, này mấy, lúc trước là mấy con này em không tăng nha, nhưng mà đợt sau này em tăng thử một con cho anh chị biết, là nếu mà nó đang chạy được 80% em tăng lên là con này chạy được 100% á. Mạnh lên, nó mạnh lên nhiều luôn á. Hai con ốc này là nó trong cái nắp đây nè. Nãy em lấy em sọc đó. À, máy mới tinh. Mà nè, đa số anh chị. Cái này á là cái láp này nó có cái cục này nha, nó mình mở ra mình xoay qua xoay lại được á. Nhưng mà mấy cục này là em bỏ hết rồi, sao nó nặng quá. Nó nặng quá. Còn anh chị nó muốn giữ zin em giữ zin lại, phải không? Mình muốn xây hướng nào cũng được phải không? Cục này là em nhiều lắm nè. Anh chị nào cần mua cục này nói em, cái này láp 23 24 nha. Đó, quá trời luôn phải không? Thường là em lên của cái thằng này nè. Em lên của thằng VinWatt này nè. Cái này nó có bảo vệ ống nữa. Nó cứng cái láp mình đó. Đó. Anh chị chấm nào thì em dọn nha. Còn cái máy này ai mua em bán nè. Bán lấy vốn em lấy máy thêm. Vải dưới này về nhiều lắm. Mà điện em liên tục mà em đâu có tiền đi lấy đâu. Máy này hết vốn rồi. Còn cái con 24 nè. Con 24 này chạy bốc lắm nha anh chị. Nó chạy ăn Echo 253 luôn. Nó là lòng 3 ly nha. Ở ngoài em có con cày bữa em nói đó. Nó tôm nhôm luôn nha. Bền nội đồng có đá. Echo 253 không lợi nó đâu, thua nó. Tại nó với Echo 253 thua nó là thua cái chế nữa. Nó chế ga ngang nha, quanh gồ. Mà con này em cho anh chị coi xem. Con này có đóng da bằng luôn rồi không? Đó, mà Tanaka là nó ít cái đóng da bằng lắm, có mấy con đóng à. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm. Tại vì em bán cái mẫu nào á là chuẩn do Nhật em mới làm, chứ có khi like Trung Quốc vô em làm lần á, dính vô lô em làm lần là lần sau em không làm nữa. Nè, anh chị biết sao mà nó đóng da băng, có cái đóng cái không không? Nó xuất cho thị trường Nhật á là nó không đóng. Còn nó xuất đi nước khác nó đóng vô nha. Đóng giống như ký hiệu vô vậy đó. Nè 240 là sao? Lòng 33 ly nha. Nè, còn cái con này VinWatt này cũng mới tin luôn á, mà em chưa dọn luôn nè, thấy không? Bữa ông kia ông mua cái chế á, cái em bán luôn. Cái máy ông lại sửa cái máy ông máy dòng này đúng không? Chế hai họng. Mà cái ông nào bán cho ông á, đi gắn cái chế thứ này mình nè. Gắn vô đâu xài được. Gắn vô được nhưng mà nó chạy không nổi luôn nha. Của người ta 10 mà anh gắn vô là chạy còn có 6 không? Nè, máy bê tông mới tinh mà em gỡ chế bán giống luôn. Nè, dây giật rồi. Mới tinh đó, em gỡ chế em bán luôn. Tại vì cái cổ hút gắn vô á, nó hàng nó gì, nó phan nó làm tùm lum rồi em bỏ luôn. Mà tại có 23 em là biến dọn nè, anh chị thấy nó mới ghê không? Rồi. Mới lắm á, con nó chạy đã lắm á nha. Nè tôm nhôm nữa nè.
nó tinh luôn. Em cho anh chị xem cái Tanaka M24 nha. Nè, Tanaka, nè ha. Nó cái để là 240, cái để là 24. Rồi nó luôn á nè, thứ luôn á. Nè anh chị nhìn trong nó quét không? Mà cái cây này là cây bữa em nói nè, nó bị nhớt vô, ổ nước vô á, nước vô bô nè. Nè trong đây con sắc sẹt luôn biết rồi. Vô và đạn dên đó. Nó là lòng 33 ly nha. Nè, nhìn nó nước vô. Mấy cái lòng này nó bền ghê lắm anh chị, mấy Tanaka này bền lắm, cỡ ngay cho nó ba chạm lại nó. Nè, cái dên nó bự chà bá luôn thấy không? Đâu phải dên nhỏ đâu, cái dên nó bự chà bá luôn. Cái dên nó bự bằng dên Mitsubishi á. Bự hơn chứ. Bự hơn á thì người ta quên mẹ ta. Bự hơn dên tôi là 261 á. Máy chạy đã lắm á. Còn con Estin nè. Estin này nó bị dính xương. Nó bị dính xương cái này bên Nhật nó chỉnh ép xăng á. Xong cái nó bị cái lồng hay là cái gì ta, xong em gỡ ra quên mẹ ta. Không biết luôn. À đúng rồi. Nó ép xăng rồi cái nó nè, anh thấy anh chị nhìn thấy ít tiền không, đóng vô bằng thấy không, là cái máy nó ép xăng cái nó lỏng qua đạn dên luôn nha, nó lỏng á, lỏng lóc qua lợi luôn. Rồi giờ cái này là em để em bán đồ món cho người ta. Ít tiền 24 lòng 33 ly nha anh chị, con này lòng 33 ly nha. Nè nó chỉnh thiếu xăng nè, thấy không, bành chế tông luôn thấy không, 33 ly á. À, đây. Mới tin luôn, cái tin này nó mới tin luôn anh chị. Vì mà nó còn bị dính xương nữa thấy không? Nè, 2002 lòng 33 ly nha. Đó. Rồi cho đây nè. Con này nó bị cháy áo nhẹ luôn. Ai mà chỉnh ép xăng là cháy áo. Bình Nhật chỉnh ép xăng. Cháy áo. Đây con rồi, em cho nổ rồi mà nó em chưa có vệ sinh rửa lại. Mấy này lâu quá. Mấy này mới tin nè. Đây. Nè, mấy cái tay lái của Tanaka nè, anh chị thấy nó mới ghê không? Nhìn tay lái nó mới ghê, mấy tay ga nó mới tin luôn. Còn máy này phải máy khách nha, máy này máy khách sửa. Đó. Anh chị chấm cái nào báo em để em dọn nha. À quên, nó con cưa này, làm gì nữa nè. Xích mà nó mới gì nè. Xích này xích ở bển nè, như nó thay hay sao á. Nó mới thay á, gì á, mới tin nè. Làm cũ mà xích mới tin nè. Máy chạy bền lắm. Rồi. Chị chấm nào ủng hộ em nha. Em tắt video nha, 18 phút mấy rồi, để em tắt.